Chào bác, như hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho các bác cái lô máy cưa xích này, lô máy cưa xích, lô máy bơm nước và cắt cỏ Nhật bãi nha. Lô này em tuyển rất là đẹp. Số điện thoại cửa hàng là 0937612330. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhé, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Cái lô này em lên sẽ là lô chữ D. Giới thiệu qua cho các bác này, có con G550 máy lớn cho các bác khai thác chuyên nghiệp nhé. Có con Sideoa Echo này, Echo Makita này các bác này, và hai con máy bơm nước Nhật bãi rất là đẹp, hai con Mitsubishi. Và đây có hai con máy cắt cỏ Nhật bãi nhé. Thì sản phẩm các bác mua cưa xích bên em sẽ gồm có 3 món theo kèm rua tiếp và tô vít nhé. Và máy cắt cỏ thì sẽ gồm có đủ lưỡi dao và dây đeo các kiểu, đủ hết cho các bác luôn. Thế các bác yên tâm. Đấy, các bác mua hàng của em thì biết rồi, đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Rồi xin bác giới thiệu luôn cái lô máy ngày hôm nay, lô chữ D. Thì đầu tiên D1 ngày hôm nay thì giới thiệu cho các bác hai con máy cắt cỏ trước nhé. Hai con máy cắt cỏ trước nhá. Thì D1, D2, hai con máy cắt cỏ đến từ thương hiệu của đầu tiên con D1 này, con đến từ thương hiệu của Robin nhá. Con này máy đẹp keng này, máy đẹp keng các bác này. Đấy, máy thì xuất sắc luôn. Con này được trang bị công suất là 26cc 34 ly. Cho người ta lau phải. 26cc 34 ly này, động cơ của nó là 26cc 34 ly. Các bác quật cước thoải mái nhá. Đây này, bô vọng này các bác này, quá đẹp luôn. Con này thì 34 ly, máy tầm trung luôn. Đấy, cắt rất là khỏe nhá. Con này thì đến từ thương hiệu của Robin, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Và đặc biệt thì nó được cái chế trang bị chế le đỏ này, chế le đỏ chịu ăn một rồ rất lợi xăng nhá. Máy này bình xăng mình chiếc trắng tươi này, quá đẹp luôn này. Đấy, như con này thì bán cho anh em giá là 1,5 triệu thôi. D1 giá 1,5 triệu bao phí ship nhá. Con này thì chụp giật, chụp giật là trợ lực này các bác này, chụp giật là trợ lực nhá. Rồi đây, test nổ đây. Rất là dễ nổ luôn, siêu nhạy nổ luôn các bác nhá. Quá êm luôn. Con này thì quá ngon luôn các bác ạ. Có bíp. Máy thì 26cc 34 ly anh em nhá. Máy này đẹp keng luôn này. Rồi con này giá là đi 1,5 triệu thôi, bao phí ship. Bán rất là mềm cho anh em, máy đẹp. Đấy, đẹp keng luôn. Máy này không mua thì mua máy nào, bao giá rẻ nhất thì chung. Rồi tiếp theo con D2 có con cắt cỏ Echo. Con này rất là đẹp thì các bác này, con này thì đẹp 99% luôn, hàng thiếu thùng. Đấy, chụp giật là trợ lực này, chụp giật trợ lực nhá. Con này được trang bị số là 26cc 34 ly. Mã của nó EGT261DX tum nhôm nhá, con này xài tum nhôm. Đấy, quá đẹp luôn này. Tay gà bóp này, đây có bóp hệ theo máy nhá. Đây, cần kiếc này, đầu bò nó biếc này. Máy này thì chắc là Nhật quên xài thật rồi các bác ạ. Đây, con này thì trang bị chế găng ngang luôn, rất là ngon. Đây, bồ này quá đẹp luôn nhá. Đấy, con này thì cái phiên bản này thì chạy cực kỳ loại xăng. Đấy các bác nào mình muốn mua con máy khỏe nhá, chạy loại xăng thì có con này. Con này là 26cc 34 ly luôn, con này chạy siêu loại xăng nhá. Đời Eco này. Đấy. Đấy, hàng VIP luôn rồi các bác ạ. Con này thì giá của nó là 1,9 triệu, bao phí ship nhá. 26cc 34 ly. Quá đẹp luôn rồi các bác này. Rồi test nổ này. Công tắc đẩy này. Rồi, đây là trắng tươi này. Hãm tua nhá, không banh máy mà máy chạy cực kỳ là lực nha các bác nhá. Rồi tiếp theo có hai con máy bơm, hai con máy bơm thì có hai con máy bơm Mitsubishi, hàng siêu VIP cho anh em luôn này. Đấy, hàng này thì thích hợp cho các bác tưới rau, tưới hoa màu mà muốn mua con mini xách đi xách lại cho nó gọn nhẹ và dễ dàng di chuyển thì có chọn con này. Thì có hai con Mitsubishi, con D3 ngày hôm nay thì có con Mitsubishi TU26 này. Con này quá mới luôn anh em ạ. Con này thực ra nó chỉ thiếu cái thùng thôi. Lô này tuyển rất là đẹp cho anh em nhé. Về cái động cơ của nó, trang bị động cơ 26cc 34 ly, chụp ra là trợ lực nhá. Đây, đây là trắng tươi này. Đấy. Những con máy bơm này thì em sẽ không tiết nổ, vì là tiết nổ thì nó sẽ nóng cái này rất là nguy hiểm. Nó sẽ không tiết nổ nhá.
Đấy, còn máy móc thì bao làm ngon hết cho các bác rồi. Đấy, máy đẹp đây. Đấy, chụp giờ trợ lực nhá, 26cc 34 ly. Đấy, quá đẹp. Về thông số kỹ thuật của bơm của nó là 115 lít trên phút, của áp của nó là 35m các bác nhá. Đấy, rất là ngon, quá đẹp. Trọng lượng con này 5kg. Con này giá 1.8 triệu này, bao phí ship nhá. Còn D3 hàng VIP. Rồi tiếp theo D4. D4 cũng là một con Mitsubishi. Con này là màu vàng nha các bác nhá. Con này là màu vàng. Đấy, máy đẹp keng này các bác này. 26cc 34 ly, hàng Mitsubishi anh em không phải lo nhá. Chất lượng quá là ok luôn rồi. Nó là một thương hiệu VIP nhất của Nhật Bản rồi. Đấy, con này thì thông số của bơm cũng là 115 lít trên phút, của áp của nó là 35m. Máy đẹp keng này các bác này, hàng 9 nút luôn, thiếu thùng. Chơi toàn chơi hàng VIP cho anh em thôi. Đây, dây giật này, trợ lực nhé. Đấy, dây giật trắng tươi này, quá ngon luôn các bác. VIP. Rồi, con này giá 1.8 triệu này, D4. Hai con. Đấy. Rồi tiếp theo cuối. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác lô 5 máy cưa nhá. Thì giới thiệu từ con D5 ngày hôm nay, một con tay dài. Con này thì mã của nó là PMS335S, một con đời 4 số nhá. À, đời 3 số, đời phiên bản S các bác nhá. Thường thì các bác chỉ thấy đời 333 thôi các bác, 335S luôn thì các bác nhá. Máy được trang bị là chụp giật là trợ lực này. Trang bị công suất là 33cc nòng 37 ly. Trợ lực lớn này nhá, cho mọi đối tượng người dùng như chị em phụ nữ hay người già đều có thể vận hành máy cực kỳ dễ dàng và nó rất là nhạy nổ. Lam được trang bị lam mặt cắt là 35 xích, là xài xích chung 91, lam 40 mặt cắt còn 35 các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp các bác nhá. Trọng lượng máy con này đi 4.5 kg các bác nhá. Quá đẹp luôn này các bác này. Rồi test đổi tiếng máy con D5, con này giá 1.8 triệu, bao phí ship cho các bác nhá. Đời này tua rất là lớn nhá. Anh em cắt gia đình, cắt củi nấu rượu thì khỏi chê luôn. À, tiếp theo con D6 ngày hôm nay thì có con cưa Echo khai thác tầm trung cho anh em luôn nhé. Con này là 33cc, Echo 332 phiên bản siêu trâu bò húc nhé. 33cc nòng 39 ly, hệ này thì cắt rất là trâu bò. À, các bác tưởng tượng như một con xe bán tải nhé, cắt rất là khỏe mà máy thì khá gọn nhẹ. Con này thì trọng lượng máy là 5.3 kg. Lam của nó lam mặt cắt là 35, xích chung 91, lam 40. Lam còn nguyên sơn chữ này, rất là đẹp nhá. Con này thì dòng này thì nó nổi tiếng về cái độ bền máy rất là cao. Độ bền máy cao, vòng tua lớn nhá. Con này thì cắt rất là sướng. Các bác đi cắt những cây keo, cây dừa rất thoải mái nhá. Cắt rất là ngọt. Thì các bác những con này các bác chạy cả ngày luôn, không bao giờ lo là máy nó lì nhá. Chạy lâu thì càng ngon. Đấy, con này giá 2.1 triệu nhá. Phân khúc trên dưới 2 triệu nó là vô địch thiên hạ về cái độ trâu bò nhá. Rồi, tiếp nổi tiếng máy D6 cho các bác này. Kỳ là mạnh mẽ luôn. Con này quá là mạnh mẽ luôn các bác nhé. Xài ngon, quá VIP. Tiếp theo D7 này. D7 ngày hôm nay thì có một con cưa hệ Echo, nhưng mà hệ cắt gia đình. Hệ cắt gia đình siêu VIP của Echo. Echo thì nó sản xuất ra con này dành cho các bác nào mình cắt gia đình muốn xài một con máy hàng nhỏ, cắt ngon, chất thì có chọn này. Con này là Echo V3201 này, V3201 nhé. Máy thì được trang bị công suất là 32cc, nòng 30, con này 38 ly nhé, 38 ly. Lam của nó, lam mặt cắt của nó là 35 xích chung 91. Các bác nhìn cái bộ lam xích của con này thì biết cái độ mới của máy nhé. Máy thì quá là xuất sắc luôn. Lam xích này, quá đẹp.
Rồi, cái hệ này thì dành cho các bác nào mình khó tính, mình xài hệ các gia đình nhé, nhưng mà phải là thứ nhất là phải là máy đời cao, thứ hai là phải là máy chất lượng bền. Nói chung là mình lâu lâu mình không sử dụng, mang ra thì nó vận hành trơn tru dễ dàng, và đặc biệt thì siêu loại xăng thì có con này thì đời nó có xả áp luôn này anh em, xả áp luôn nhá, rất là chất lượng luôn, tinh hợp đó. Này thì thắng chiếc có hết, trọng lượng máy là 4,5 kg các bác nhé. Con này thì giá 2,5 triệu D7 siêu vip luôn, con này chắc hàng thiếu thùng, con này bao đẹp 95% cho các bác luôn. Đã nổ đây rất là êm. Đây này, vô giảm thanh các bác nhá, quá êm luôn, chạy thì cực kỳ là êm luôn các bác nhá. Rồi, con này giá 2,5 triệu bao phí ship. Tiếp theo ngày hôm nay này, con D8 ngày hôm nay thì có một con cưa Sideoa, một con khai thác tầm trung cho anh em. Con này là Sideoa 360, 36cc nòng 40mm. Hệ Sideoa là một trong những hệ cưa hàng đầu Nhật Bản rồi, rất là chất lượng, mặt tiền này đỏ tươi rất là đẹp. Trọng lượng con này là 5 kg, vòng tua con này rất là lớn nhá, rất là khỏe. Riêng COA thì chạy cực kỳ là bốc nhá, cực kỳ loại xăng luôn. Máy được trang bị lam Latin này, lam của nó mặt cắt là 35 xích chung 91, lam 40 mặt cắt còn 35. Đấy. Đấy, các bác nào mình thích hệ COA thì có chọn con này này. COA chạy không phải nghĩ rồi. Đấy, những con này các bác đi cắt những cây xoan, cây quế, các bồ đề, các kiểu mỡ, các keo kia, các kiểu thoải mái nha anh em nhé. Cắt dừa dễ thì quá là êm luôn. À, trọng lượng nhẹ nhàng, di chuyển dễ dàng, và đặc biệt thì máy cực kỳ chất luôn. Rồi, con này giá 2,7 triệu này, test nổ đây. Ok, D8. Rồi, tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay. Cuối cùng ngày hôm nay thì có con cưa khai thác chuyên nghiệp đến từ dòng G của Komatsu, một trong những cái dòng mà siêu châu bò luôn. Nên nói về hãng những cái đời máy Komatsu anh em đều biết nhá. Ngoài ví dụ các bác tưởng tượng là máy cưa các bác không am hiểu nhiều, thì chuyển sang máy xúc, máy ủi thì các bác biết nhá, chạy siêu châu bò luôn. Con này thì một con G lớn, con này G550 này, được trang bị công suất là 55cc. Con này thì thích hợp cho các bác mà làm chuyên đi khai thác chuyên nghiệp nhé, đi hạ cây, đi xẻ gỗ suốt ngày đêm luôn. Đấy. Muốn mua một con máy hàng châu bò thì có chọn này. Con này thì quá vip luôn, được trang bị lam này, lam của nó lam Genoa luôn này các bác này, lam Latin đầu dày keng này các bác này, lam của nó lam 60 nhé, xích là xài xích đại, xích là xài xích chân 72 nhông đồng tiền. Đấy. Trọng lượng máy con này rơi tầm làm dài này rơi tầm 8 kg nhé, cắt siêu châu bò luôn. Đấy. Riêng máy G này thì công suất nó rất là thực nhá, nó không ghi như máy tàu đâu các bác ạ. Con này chạy thì nó ngang con 365 tàu luôn. Đấy, khỏe hơn luôn. Riêng những cái dòng này các bác đi khai thác vào tải thì không bao giờ lo chuyện là vào tải các bác sử dụng những con máy tàu ấy. Ồ, không bao giờ có chuyện đấy nhá. Vào tải nó phải ngọt lịm luôn. Đấy, rồi. Con này giá là 2,8 triệu này, con D9 con cuối cùng ngày hôm nay. Tôi test nổi tiếng máy con cuối cùng ngày hôm nay cho các bác nhé. Con này thì cái phần chắn trên nó bửa, nó bị gãy thế này nhé, không ảnh hưởng gì hết. Không ảnh hưởng gì hết nhé. Đấy, test nổ này. Công tắc đẩy lên là sao nhỉ? Đúng không? Con này có cả sưởi các bác nhé. Con này nó tích hợp thêm cả hệ thống sưởi cho các bác ở châu Âu nhé, hay là trời lạnh ấy, mình bật cái này lên thì nó sẽ rất là ấm tay. Đấy. Còn chắc là vùng nhiệt đới như ở Việt Nam mình không phải xài đến. Rồi, con D9 giá 2,8 triệu bao phí ship nhé. Đó. Rồi ok, bạn nào quan tâm sản phẩm mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng bên em 0976 12330. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video, chào tất cả mọi người.